Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tự hào hàng Việt Nam hưởng ứng với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổ hợp chế biến thịt M&S Smith Hà Nam được chính thức khánh thành, nhãn hiệu thịt đạt chuẩn châu Âu ra mắt người dùng Việt Nam. Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát. Bộ tiêu chuẩn này tương đương với các bộ tiêu chuẩn của các thị trường khắt khe về thịt mát. Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2018, dây chuyền giết mổ chế biến thịt lợn hiện đại nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động, hứa hẹn những tín hiệu tốt cho thị trường thịt lợn trong nước. Đây sẽ là thông tin mở đầu cho phần tin tức của Tự hào hàng Việt Nam ngày hôm nay. 3, 2, 1, bắt đầu! Tổ hợp chế biến thịt M&S Smith Hà Nam tại khu công nghiệp Đồng Văn 4, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam được chính thức khánh thành. Tổ hợp này chính là mảnh ghép quan trọng và cuối cùng hoàn chỉnh mô hình chuỗi giá trị thịt của Masan. Từ hệ thống nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu chuẩn Global Gap đến trang trại chăn nuôi 230.000 đầu lợn theo tiêu chuẩn Global Gap tại Nghệ An. Sau cùng là tổ hợp chế biến thịt mát công nghệ châu Âu theo tiêu chuẩn BRC Anh Quốc, đảm bảo thịt mát đến tay người nội trợ luôn tươi ngon, sạch, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát 2018. Sản phẩm đầu tiên của nhà máy là nhãn hiệu thịt mát Meat Deli. Chúng tôi cam kết luôn tự hoàn thiện mỗi ngày với ước mong mang đến cho mọi gia đình Việt mọi lúc, mọi nơi những bữa ăn ngon và lành. Masan khánh thành, đây là một sự kiện của ngành nông nghiệp. Còn các có những cái dự án là 3-4 nghìn tỷ nhưng chúng tôi không coi là sự kiện, vì từ cái này sẽ lan tỏa. Vì hôm nay chỉ có 140.000 tấn thôi. Chúng ta hiện nay là 5 triệu tấn. Để từ đây các doanh nghiệp khác, các tỉnh khác, các khu vực khác cùng tập trung vào. Để chúng ta đồng hành làm sao nhà máy này phát triển, thị trường có thịt sạch, bà con nông dân chúng ta có việc làm để cùng phát triển. Ngoài xuất khẩu, thịt mát Meat Deli cũng sẽ được bày bán tại các hệ thống siêu thị trên cả nước. Giá bán thịt hiện cao hơn giá bán ngoài chợ lẻ khoảng 15% và tương đương giá thịt tươi ấm đang bày bán tại các siêu thị hiện nay. Với khoảng 800.000 đầu lợn, Hà Nam được xem là một trong những thủ phủ chăn nuôi lợn ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Việc tập đoàn thực phẩm Masan xây dựng tổ hợp chế biến thịt lợn sạch sẽ cần 1,4 triệu đầu lợn mỗi năm. Theo tính toán, nếu chạy hết công suất, sẽ tiêu thụ hết lượng lợn cho tỉnh Hà Nam và một số tỉnh lân cận. Tuy nhiên, để có thể cung cấp được thịt lợn cho nhà máy này, người chăn nuôi lợn phải thay đổi cách thức chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu chế biến thịt đạt chuẩn xuất khẩu châu Âu và thịt mát đưa vào hệ thống chuỗi siêu thị Vinmart trong nước. Ý thức được cơ hội, hàng ngàn hộ nuôi tại tỉnh Hà Nam đã đầu tư nâng cấp khu chuồng trại đáp ứng yêu cầu chăn nuôi bán công nghiệp để có thể liên kết với doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn cung thịt lợn sạch. Tổ hợp sản xuất và chế biến thịt lợn công nghệ quốc tế nhà máy Biển Đông DHS có trụ sở tại xã Hải Nam, huyện trên địa bàn. Tất cả các dây chuyền giết mổ lợn tự động đồng bộ được nhập khẩu từ Hàn Quốc và được Bộ Nông Việt Nam đánh giá là hiện đại bậc nhất cả về quy mô và công nghệ. Dây chuyền giết mổ có công suất 300 con lợn một giờ, trọng lượng lợn từ 100 đến 150 kg. Sản phẩm chính của Biển Đông DHS là thịt lợn đông lạnh, các sản phẩm từ thịt lợn được chế biến qua gia nhiệt. Đây là một bước tiến quan trọng trong chiến lược quy hoạch vùng nguyên liệu thuộc các tỉnh Nam Định, Thái Bình và các tỉnh phía Bắc. Thịt mát tức là thịt ngay sau khi giết mổ được qua quy trình làm mát và được chế biến bảo quản hoàn toàn trong chuỗi lạnh theo nhiệt độ quy định. Trên thực tế thì Việt Nam là một trong số ít các quốc gia sử dụng dạng thịt nóng, tức là thịt giết mổ tươi và không qua bảo quản lạnh. Chính vì vậy cần có tiêu chuẩn dành riêng cho thịt mát tại Việt Nam là yêu cầu đặt ra. Người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn chăn nuôi mà còn đảm bảo trong khâu chế biến giết mổ. Thịt lợn ngay sau khi giết mổ được pha lóc tại các lò mổ thủ công và bày bán trên các phản thịt mới tại chợ dân sinh. Mua thịt tươi, thịt nóng ngay tại các phản thịt ở chợ là thói quen từ trước đến nay của người tiêu dùng. Nghĩ là hàng nó tươi thì là mình dùng, hàng đông lạnh thì sợ là họ để lâu rồi mình không biết ý. Bởi vì người ta vẫn thích thịt tươi là ngon hơn nhiều.
Bởi vì cũng chỉ có cái số nhỏ là ta hàng đông lạnh thôi. Còn đâu là vẫn là thịt tươi là chính nhất, là ngon nhất. Theo nhiều chuyên gia, chỉ sau từ 4 đến 8 giờ được giết mổ, loại thịt sẽ không kìm hãm được hoạt động của vi sinh vật và enzyme. Thịt sẽ có mùi ammoniac do các phân tử thịt đã bắt đầu phân hủy, rất khó để kiểm soát tình trạng an toàn vệ sinh. Thịt mát theo các quy trình sản xuất phổ biến trên thế giới là thân thịt ngay sau khi giết mổ sẽ thực hiện quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt đến nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C để cho trạng thái của thịt chuyển sang giai đoạn chín sinh hóa. Sau đó mới được đem đi pha lọc và cấp đông, đưa ra thị trường. Quá trình bảo quản này giúp ức chế hoạt động của hệ vi sinh vật, đảm bảo miếng thịt tới tay người tiêu dùng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Cái thịt mát ấy, thì đây là những cái phát minh nghiên cứu về khoa học của các nước phát triển. Nó giúp cho bài chua, nó giúp cho ngăn chặn vi khuẩn phát triển, nó giúp cho giữ được chất lượng cái sản phẩm còn nguyên giá trị của nó. Đồng thời nó giúp đào thải các cái chất độc hại như là các cái gốc phốt pho có trong thịt. Miếng thịt mà chúng ta đang sử dụng trên thị trường mà chúng ta hay gọi là thịt ấm hay là thịt tươi ngay sau khi giết mổ thì cái thịt đấy là không được hoặc là cái quá trình chín sinh hóa của thịt diễn ra đồng thời với cái việc mà các cái vi khuẩn mà các cái vi sinh vật mà tiếp xúc ở trên bề mặt thịt nó cùng phát triển và nó tạo ra cái chất lượng nó không đảm bảo ổn định và nó có thể gây mất an toàn thực phẩm. Hiện nay, chăn nuôi lợn chiếm khoảng hơn 60% giá trị ngành chăn nuôi Việt Nam. Tuy nhiên, thịt lợn chủ yếu phục vụ cho tiêu dùng nội địa. Xây dựng tiêu chuẩn cho thịt mát cũng như tạo nên chuỗi sản xuất và chế biến thịt mát được xem là hướng đi thay đổi mới cho ngành chăn nuôi Việt Nam. Trước những yêu cầu về xây dựng bộ tiêu chuẩn và các yêu cầu về chất lượng cho sản phẩm thịt mát, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Khoa học Công nghệ đã chính thức công bố tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam về thịt mát. Bộ tiêu chuẩn thịt mát này của Việt Nam tương đương với các bộ tiêu chuẩn của các thị trường khắt khe trên thế giới về thịt mát như là châu Âu hay Mỹ. Theo công bố lần này, từ ngày 16 tháng 10 năm 2018, tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát của Việt Nam chính thức có hiệu lực. Một sản phẩm là thịt mát theo tiêu chuẩn quốc gia phải đáp ứng đủ gần 20 yêu cầu quy định khắt khe. Có nghĩa là cái thịt mát này để đến tay người tiêu dùng thì họ phải tuân thủ là từ cái lúc sau khi con lợn được giết mổ xong, trong vòng không quá 24 giờ cả cái thân thịt xuống lát không được 4 độ, pha lóc bảo trong quá trình pha lóc không được quá 7 độ. Đấy, và sau đó thì vận chuyển bảo quản và bày bán ở cái nhiệt độ không được 4 độ. Nếu không đạt các cái chuẩn về chuỗi lạnh đó thì không gọi là thịt mát nữa. Cái tiêu chuẩn này cũng không chỉ là bọn tôi đánh giá đâu mà cộng đồng doanh nghiệp rồi Bộ Khoa học Công nghệ đánh giá là một cái tiêu chuẩn xây dựng nhanh nhưng đảm bảo cái chất lượng và khả thi. Cũng theo các cơ quan chức năng, tiêu chuẩn thịt mát được áp dụng rộng rãi, người sản xuất sẽ buộc phải đi theo nhu cầu của người tiêu dùng. Khi đó, mọi sản phẩm sẽ có bao gói, nhãn mác. Đồng thời, chuỗi sản xuất mới được hình thành, giải quyết được nhiều bất cập về cung cầu và truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm. Nếu như các doanh nghiệp mà làm mát đúng quy trình, nhanh, ngay lập tức và đúng nhiệt độ và thời đại, nó làm giảm cái quá trình mất nước ở trong thịt và trên bề mặt và nó giúp cho cái việc mà mất cái khối lượng của thịt nóng chuyển sang thịt sẻ thì nó giúp giảm được 1,5-2% cái tổng khối lượng thịt chúng ta áp dụng với cái tiêu chuẩn thịt đông lạnh này giúp cho các doanh nghiệp đầu tư như vậy tạo ra giá trị gia tăng từ sự khác biệt giữa thịt lạnh của các doanh nghiệp làm đúng quy trình với lại thịt nóng giết mổ và bán ở các cái ngoài chợ như vậy. Yêu cầu về làm mát, yêu cầu về nhiệt độ thì chắc chắn phải nói một câu là những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ là không đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng mà chúng ta biết là theo đảm bảo vừa cả về vấn đề dịch bệnh này, vừa đảm bảo về an toàn thực phẩm này và hướng đến xuất khẩu này, thì chúng ta phải tiến đến đấy, theo các tiêu chuẩn đấy, trong một sân chơi chung. Một là xây dựng an toàn dịch bệnh, hai là vấn đề cái nhà máy giết mổ. Tại Việt Nam, thịt lợn chiếm tỷ trọng cao nhất gần 70% giữa các loại thịt trong bữa ăn hàng ngày của người tiêu dùng. Tới đây khi các sản phẩm thịt mát được đưa vào các siêu thị, cửa hàng tiện ích, cũng như phục vụ nhu cầu xuất khẩu của các doanh nghiệp, sẽ giúp người dân tiếp cận sản phẩm này, đồng thời góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi tiêu chuẩn này trong sản xuất, giúp ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai. Những nội dung về tiêu chuẩn thịt mát tại Việt Nam đã kết thúc chương trình Tự hào hàng Việt Nam ngày hôm nay. Chương trình do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Bộ Công Thương và Công ty truyền thông Alo Media thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.